Nhận định về dịch COVID-19 hiện nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO nêu rõ thế giới đang ở một thời điểm quyết định, đòi hỏi các quốc gia nỗ lực hơn nữa và hành động nhanh chóng để ngăn chặn bùng phát đại dịch. Phát biểu trước báo giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh thế giới đang ở trong một tình huống rất dễ bị tổn thương, trong đó dịch bệnh có thể bùng phát theo rất nhiều hướng dựa trên cách xử lý của chúng ta. Theo ông, tất cả các quốc gia trên thế giới cần phải đảm bảo rằng hệ thống y tế sẵn sàng đối phó với tình trạng bùng phát dịch COVID-19. Người đứng đầu WHO khẳng định đây không phải là thời điểm để sợ hãi, mà là lúc hành động và cứu lấy những mạng sống. Với các biện pháp đúng đắn, dịch bệnh sẽ được kiểm soát. Trong cuộc họp, các quan chức WHO cũng bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của lực lượng y tế Iran, quốc gia đang có số người tử vong COVID-19 cao nhất ngoài Trung Quốc.